Mến chào tất cả các bạn, mình rất vui được trở lại trò chuyện cùng với các bạn đây. Hôm nay là một ngày hè rất là nóng đó các bạn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ nó cỡ khoảng là 31 hoặc là 32 độ C. Trời thì nó rất là oi bức, nó không có gió nhiều. Cảm giác mình như là nó khó chịu lắm, nó bực bội lắm. Mình đi lòng vòng ở trong sân, mình suy nghĩ để coi là trưa nay mình sẽ ăn cái món gì, mình làm cái món gì cho cả nhà ăn. Tại vì mùa hè thì ăn những cái món mà nấu nhiều thì nó sẽ rất là cực. Và với cái nhiệt độ nóng oi bức như vậy thì mình cần ăn những cái gì cho nó nhẹ nhàng, nó dễ tiêu, là nó nhẹ nhàng cho cái bao tử của mình á, nhưng mà phải cũng có bổ dưỡng ở trong đó để cho cái tinh thần của mình nó được minh mẫn. Thì sau khi suy nghĩ xong á thì mình vào nhà. Các bạn thấy mình làm gì đó biết không? Bây giờ mình bắt đầu mình luộc bún đây nè. Cái bún này là bún khô, rồi mình mua về từng gói như vậy á, thì mình lấy ra cỡ khoảng 1/3 gói thôi. Nhà mình một lần ăn 1/3 thôi chứ cũng không có ăn nhiều. Rồi mình luộc, mình đậy nắp lại cỡ khoảng 10 phút á, rồi mình đổ ra cái rổ và mình cho cái nước lạnh vào. Thì cái cọng bún nó sẽ nó giống như là bún tươi, nó sẽ không có bị rã. Nó giòn, nó rất là ngon. Và đây mình sẽ cuốn bánh tráng với lại cái này là cái chảo tôm. Chảo tôm này á, thì mình mua ở công ty Nem Xuyên Bang ở Cali. Hôm trước mình order một cái thùng như vậy á, thì gồm có nem nướng với lại chảo tôm. Mình order về mình ăn thì hôm nay cũng gần hết rồi. Hôm nay á, thì mình lấy cái chảo tôm này ra để mình hấp. Mình hấp cuốn với bún, bánh tráng, rau sống, rồi mình chấm với lại tương. Thì ăn nó rất là ngon đó các bạn. Vừa nói mà vừa nuốt nước bọt rồi đó các bạn. Tại vì đói đó. Đây là mình đang hấp á, hấp cái chảo tôm. Hấp thì mình thấy là hấp này có khoảng chừng 10-15 phút. Thì mình lấy ra, sau đó mình cắt theo cái chiều dọc của cái cây chảo tôm á, mình cắt ra để mình cuốn cho nó dễ. Mình cắt ra mỗi một cây chảo tôm mình cắt làm 4 để mình cuốn bánh tráng. Và mình cũng làm nước chấm nè. Cái nước chấm này là cái tương, rồi mình thích ăn tương hơn là nước chấm, là nước mắm. Tại vì khi mình chấm với tương á, mình thấy cái vị nó rất là ngon hơn là nước mắm. Theo ý mình là vậy, cho nên là mình làm tương ngọt ăn cho nó đã. Và đây các bạn thấy không, mình đã cắt chảo tôm ra rồi. Rồi mình lấy bánh tráng ra nè. Rồi mình cho bún vào tô, rồi rau dưa leo với lại những rau sống thì mình rửa cho sạch. Bây giờ là mình chuẩn bị mình cuốn đó. Thì mình cuốn sẵn để sau khi mà anh xã cắt cỏ xong thì vào cùng ăn chung luôn. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình cuốn này. Thì cái cuốn của mình trông nó không có đẹp lắm, nhưng mà thì nó ngon lắm đó các bạn. Thì các bạn thấy là cái món cuốn bánh tráng, bún với lại nem nướng hay là thịt nướng gì đó thì nó rất là gọn nhẹ phải không? Mà mình ăn nó cũng vừa có rau vừa có thịt, nó có chất dinh dưỡng, nó cũng bổ và nó cũng tốt cho sức khỏe của mình. Thì trong cái chén tương của mình thích ăn thêm cái đậu phộng, cho nên mình bỏ thêm đậu phộng vô cho nó thơm thơm. Anh xã của mình á, thì ảnh thích ăn cái cuốn này mà uống bia, còn mình á, thì mình lại thích uống nước dừa, cho nên mỗi người uống một thứ uống khác nhau.
Thôi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình cho vui nha. Mình tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn các bạn trong video sau. Chào các bạn nha. Bye bye.